Hello, xin chào 500 anh em, và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách làm sao đó chúng ta có thể khắc phục lỗi chặn đường link trên Instagram. Thì cho tôi hỏi rằng anh em có đang gặp cái lỗi này không nào? Thì sáng nay rất là nhiều anh em inbox của tôi, sau đó là đăng lên trên group và đặt ra câu hỏi là anh Sơn ơi, thì bây giờ là em đang bị cái lỗi như vậy này. Đấy, thì bây giờ là mình giải quyết như thế nào? Tức là nó không cho mình đăng cái liên kết lên, cái liên kết người dùng không được cho phép, đúng không nào? Thì bây giờ nếu như anh em đang gặp phải cái lỗi này thì trong video này tôi sẽ giúp cho anh em để giải quyết được cái vấn đề tương tự mà tôi sẽ nêu ra ở đây. Có phải là anh em đang gặp là không được phép đăng liên kết, đúng không nào? Hay là mình không bấm được follow, hay là mình đăng bài lên mà mình bị mất caption hay là hashtag? Thì trong video này thì tôi sẽ trình bày cho anh em cái giải pháp để anh em có thể giải quyết được. Và sáng nay thì khi mà tôi cũng bị cái trường hợp giống như anh em, và ngay lập tức thì tôi tìm ra cái giải pháp để giải quyết được vấn đề này, và ngay lập tức đó thì bây giờ tôi quay ra thành một cái video và hướng dẫn cho anh em cách làm đây. Thì anh em cũng có thể là sau này khi mà mình gặp bất cứ cái vấn đề gì thì đừng quên nó tham gia vào trong cái group trở thành chiến binh affiliate marketer đỉnh cao cùng với cả Sơn PF. Thì trong này thì tôi cũng sẽ có rất là nhiều những cái hướng dẫn, những cái chia sẻ, giải đáp thắc mắc nhanh chóng cho anh em trước khi mà tôi bấm máy và tôi quay cái video ở đây, được chưa? Và cũng đăng ký kênh YouTube là Sơn PS, mình có thể bấm vào tìm kiếm đó, tham gia vào trong group ở đây, và đừng quên là đăng ký kênh nha các bạn. Thì video của tôi sẽ cập nhật thường xuyên và sẽ giúp cho anh em giải quyết cái vấn đề như vậy. Thì đây là cái kênh YouTube, kênh channel về Instagram tôi đang làm về chủ đề keto và hướng dẫn cho anh em. Thì sáng nay thì tôi cũng gặp cái vấn đề giống như anh em thôi. Thì bây giờ cái cách khắc phục nó sẽ như sau ở đây. Đó là giải pháp dành cho anh em ở đây. Đó là đầu tiên là chúng ta có thể thay đổi cái link rút gọn của mình đi. Ví dụ như từ trước giờ chúng ta đang sử dụng là cái link rút gọn là bit.ly, đúng không anh em? Thì có thể là do là bit.ly đang quá nhiều người dùng, nên nó bởi vậy Instagram á, tạm thời nó sẽ xem xét xem là cái đường link này nó có an toàn hay không. Nên nó bây giờ là chúng ta sẽ đổi cái đường link đi, chúng ta sẽ không có sử dụng là bit.ly nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng là cái đường link khác. Đấy, thì trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng một vài cái link rút gọn khác, cái trang web rút gọn link khác, hoặc là anh em có thể sử dụng một cái domain riêng. Giả sử đi, anh em có thể sử dụng một cái domain nó dành riêng cho cái trang của mình, nó có đuôi là .com đấy anh em. Đấy, thì mình mua cái domain riêng thì chắc chắn rằng nó sẽ không bị lỗi như vậy nữa. Hoặc là mình tạm thời bỏ cái đường link rút gọn ra, tạm thời mình bỏ cái website ra, tạm thời bỏ cái đường link này ra, được chưa? Thì chắc chắn rằng anh em sẽ làm được tất cả mọi việc lại như cũ, ok chưa nào? Đó, thì đó là cái giải pháp nhá. Còn bây giờ là tôi chia sẻ cho anh em một vài cái đường link rút gọn khác để anh em có thể là nghiên cứu và tham khảo đây. Thì cái đường link đầu tiên mà tôi đang làm đó, chia sẻ cho anh em, đó là tôi đang sử dụng là bom.tu. Anh em mới chỉ cần là đăng nhập vào tài khoản, anh em mới chỉ cần đăng nhập vào tài khoản, password nhớ đăng ký nha. Thì đây là cái giao diện trang chủ của nó đây này, đây là giao diện trang chủ của nó. Mình bấm vào đăng ký thì nó sẽ ra như sau, tôi chia sẻ cho anh em nhé, nó sẽ ra như sau đó, nó sẽ ra như vậy nhá. Anh em mới chỉ cần đưa cái đường link vào thôi, sonps.com. Giả sử tôi lấy cái đường link này chẳng hạn, tôi bấm vào phần rút gọn. Thì cái lợi ích mà anh em đăng ký cái tài khoản của nó đó, thì sau này ví dụ là anh em có thể là đo lường được xem cái đường link này nó hiệu quả hay không hiệu quả, không, và nó có bao nhiêu lượt xem vào. Thì bây giờ này, cái đường link đầu tiên mà tôi share cho anh em đó là bom.tu, thay vì bây giờ là chúng ta sử dụng là bit.ly, được chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sử dụng bom.tu rồi. Cái đường link số 2 mà anh em cũng có thể là tham khảo ở đây, đó là tôi chia sẻ cho anh em, đó là sum.vn, sum.vn đây nhá, sum.vn. Thì cái giao diện của nó cũng giống như bom.tu, giao diện của nó cũng giống như bom.tu. Thì anh em có thể là tạo được cái đường link, nhưng cái điều hay ở đây á, đó chính là nó có thể chỉnh sửa được cái đường link ở đây, chỉnh sửa được đường link đó, chỉnh sửa được đường link. Và bên cạnh đó là anh em cũng có thể đo lường được là nó có đã có bao nhiêu lượt truy cập vào cái đường link của chúng ta. Thì quan trọng nhất là anh em phải đo lường được nha, và cái truy cập này nó đến từ đâu.
Đấy, nó có một cái bản đồ rất là lớn đây này, có bản đồ rất là lớn để chúng ta biết được rằng cái truy cập của chúng ta sẽ đến từ đâu. Ví dụ như là vừa nãy tôi rút gọn xong tôi bấm thử vào á, thì ngay lập tức á, nó sẽ ra được cái đường link của tôi đó. Thì bây giờ này anh em mới chỉ cần là sao chép cái đường link này đó, sao chép cái đường link này, và sau đó đó thì mình sẽ đưa cái đường link đó lên trên cái tài khoản Instagram của chúng ta. Ok thế nào anh em? Rồi thì video này thì tôi đã hướng dẫn cho anh em á, là cái cách để làm sao đó chúng ta giải quyết được cái vấn đề là không được phép dùng liên kết, được chưa? Và bên cạnh đó thì khi mà anh em đã rút gọn được cái liên kết khác rồi thì lúc này anh em sẽ tiếp tục đi follow lại trở lại được như bình thường. Ok chưa? Anh em hãy thử làm đi. Mà nếu mà anh em làm được thành công thì nhớ quay lại cái video này không, và comment ở phía dưới video là tôi đã làm được thành công nhá. Đấy thì tôi chia sẻ cho anh em ngay lập tức luôn đấy. Rồi thì bây giờ này cái thêm một vài cái nữa để cho anh em có thêm được cái khắc phục. Đó là khi mà anh em đăng ảnh lên của người khác á, thì mình hãy nhớ này, hãy nhớ dẫn nguồn nha. Dẫn nguồn là như thế nào? Giả sử đi, ví dụ như bây giờ anh em đăng bài, anh em report cái kênh của tôi chẳng hạn, anh em đăng bài report cái kênh của tôi chẳng hạn, thì anh em nhớ phải thêm là một cái từ khóa, nó sẽ như sau này. Ví dụ như anh em đăng một cái từ khóa nó tên là clear by a còng, sau đó đặt cái đường link đó là tên cái kênh của tôi. Giả sử như vậy, giả sử anh em đang copy cái kênh của tôi nhé, thì anh em phải ghi cái này, ghi cái từ khóa này clear by a còng, sau đó đây là một cái tên của cái web, cái Instagram đó, tên tài khoản Instagram đó. Thì để khi nào, đến khi mà chủ tài khoản người ta phát hiện ra là anh em report bài của họ đó, thì họ sẽ không có báo cáo cái tài khoản này là anh em mới đi copy bài, được chưa? Thì Instagram nó sẽ vẫn đưa tài khoản của anh em vào chế độ an toàn. Ok chưa nào? Hãy nhớ đăng bài lên của người khác thì nhớ dẫn nguồn. Và tốt nhất á, thì mình nên đăng những cái trang nào á, mà nó dưới 10.000 follow á, 10.000 follow thì nó sẽ an toàn. Còn nếu như bây giờ mình đăng những cái trang lớn lên á, thì nó sẽ bị khó khăn cho chúng ta. Rồi. Và thứ hai á, là khi mà mình repost bài á, thì nên thay đổi một chút đi. Đó, nên thay đổi một chút hashtag, nên thay đổi một chút caption đi, không có bê nguyên si nha. Thì đây là cái cách để giải pháp á, để anh em khi mà đăng bài lên á, mà không có hiện caption và hashtag. Còn giả sử như mà bây giờ nó vẫn chưa được thì chắc chắn rằng đó là Instagram nó đang xem xét tài khoản của anh em, nên nó mình cứ chờ đợi thêm khoảng một vài ngày nữa thì nó mở lại cũng bình thường thôi, không vấn đề gì khác, không không vấn đề gì hết nha. Đó là chỉ là một cái lỗi rất là nhẹ thôi, nên khi mà mình làm mà mình gặp vấn đề thì đó là chuyện rất bình thường, mình không quá phải rối lên nha. Thì sau đó thì mình có thể lên trên group đó, lên trên group để mình đặt cái câu hỏi ở phía trên group này, thì chắc chắn là tôi sẽ duyệt cái bài viết của anh em, và sau đó thì sẽ cũng có một vài những người khác họ đã làm được một thời gian rồi, họ sẽ giúp cho anh em giải quyết được cái cách, cái vấn đề để cho anh em khắc phục được đó. Trong video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái case study rất tuyệt vời. Đây là cái case study của một học viên. Học viên này thì đang sinh sống ở bên Nhật. Đây thì tôi có chia sẻ lên ở trên cái bài viết ở đây. Một học viên này thì đang sống ở bên Nhật, và bạn ấy mới ra được 220 đô chỉ trong một ngày thôi các bạn. 220 đô chỉ trong một ngày thôi. Đây thì tôi có đăng lên nhé cho anh em mới nhìn thấy này. Bạn ấy ra được 220 đô la trong một ngày. Đấy. Từ free traffic, thì có ai nói rằng là free traffic mà không ra được tiền không? Hôm bữa cũng có một vài anh em đăng lên và nói rằng là làm free traffic thì làm mơ mà có chuyện là kiếm được 100 đô một ngày. Thì bây giờ tôi chia sẻ cho anh em một case study hoàn toàn có thật nhé. Từ một học viên đang sống ở bên Nhật mà kiếm được 220 đô trong một ngày thôi, là tương đương khoảng 5 triệu rồi đó anh em, là vừa đủ với cái số tiền mà anh em mới tham dự vào trong cái lớp học chuyên sâu đúng không nào. Thì cái này khi mà bạn ấy làm đó, bạn ấy ra được 248 lượt click vào website đó, và ra được một sale. Thì cái sale này nó đặc biệt hơn là nó có 4 upsell, cái người này họ mua được 4 upsell luôn nhá. Rồi đấy thì chia sẻ cho anh em ấy. Nhưng trong video tới thì tôi chia sẻ cho anh em về cái chiến lược mà các bạn này đã áp dụng, bạn đã làm gì để được cái điều này. Rồi thì bây giờ chúng ta đi tiếp vào bài bài giảng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Anh em thấy video này có giá trị thì đừng quên bấm vào nút like và share video này là trên Facebook cá nhân để có nhiều người khác họ biết tới video này dùm tôi nhé anh em. Giới thiệu cho bạn bè để họ biết tới kênh YouTube của Sơn PS để cùng vào học về Clickbank và Affiliate Marketing nha.
Rồi, thế bây giờ tài khoản Instagram của mình đã bị hạn chế một vài những cái tính năng á, thì giải pháp lúc này sẽ như thế nào? Thì đầu tiên là dĩ nhiên là anh em mới cứ chờ đợi, không, và mình cũng không cần phải hấp tấp trong cái việc này, đó là việc rất bình thường thôi. Thì lâu lâu khi mình làm thao tác nhanh quá, Instagram họ sẽ theo dõi cái hoạt động của mình, xem họ sẽ xem xét rằng cái hoạt động của mình có bị spam hay không, thì họ sẽ khóa lại trong vòng 24 giờ chẳng hạn. Thì hết đêm đó thì mình làm lại thôi chẳng hạn. Hoặc là cái giải pháp ở đây ấy, là mình ví dụ như bây giờ mình đang follow bằng máy tính đúng không nào, thì mình có thể chuyển thành điện thoại để mình làm cái việc này, được chưa? Rồi, thì bây giờ này ngoài ra nữa, cũng có một vài cái giải pháp thêm nữa, đó là mình có thể sử dụng nữa là mình có thể nhân bản ra, mình tạo ra thêm tài khoản Instagram đi, làm ra 5 tài khoản Instagram, được chưa? Thì tài khoản này bị gặp vấn đề trục trặc thì mình sẽ có cái tài khoản khác để mình làm, thế thôi. Liên 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 tục là mình tìm ra cái giải pháp nha, chứ mình không có nghĩ về cái vấn đề hay là mình nản nha anh em, được chưa? Hoặc là cái từ khóa đây là anh em hãy thiết lập cái hệ sinh thái đi, thiết lập cho mình một cái hệ sinh thái và mở rộng ra những cái mạng xã hội khác để mình phủ đa kênh. Ví dụ như bây giờ mình có thể phát triển trên Pinterest, YouTube, Facebook group, chatbot hay là email marketing. Đấy, thì những cái kiến thức này cơ bản thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, được chưa? Anh em phải chủ động cái việc là mình làm thêm nhiều kênh khác nữa, chứ mình không quá bị phụ thuộc vào duy nhất chỉ một kênh. Và đặc biệt hơn nữa đó, thì tôi cũng rất là chào đón anh em, nếu như anh em có điều kiện đó, thì mình nên tham dự vào trong cái chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu cùng với cả tôi, cùng với cả một số những anh em khác. Thì khi mà anh em tham dự vào trong cái chương trình này á, thì tôi cũng sẽ có nhiều cái thời gian hơn, tôi cũng sẽ có cái sự hỗ trợ đặc biệt hơn ngay khi mà anh em gặp vấn đề trục trặc. Và bên cạnh đó thì đây cũng giống như một cái khoản đầu tư để anh em tham dự vào trong cái chương trình học chuyên sâu vậy đó. Thì khi mà anh em bỏ ra đầu tư ra học như vậy, thì cũng giống như kiểu là trước đây mình đi học trên trường thì mình cũng đầu tư để mình học học phí đúng không nào? Khi vào trong chương trình này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đặc biệt hơn, và bên cạnh đó đó thì anh em nó sẽ có được những cái kiến thức chuyên sâu hơn, và coi như mình sẽ xác định rằng mình sẽ đi học một cách nghiêm túc rồi đó. Học miễn phí ở trên YouTube thì cũng quá ok rồi. Nhưng anh em chỉ kiếm được đó khoảng 300 đến 500 đô một tháng thôi. Đó, nhưng nếu như giả sử đi anh em muốn mình kiếm được thu nhập khoảng 2.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô thu nhập một tháng đó, thì mình hãy cân nhắc cái việc là mình tham gia vào trong group và học chuyên sâu hơn cùng với những anh em khác. Thì tới thời điểm hiện tại tôi quay video thì và tôi vẫn còn cái ưu đãi dành cho những anh em đăng ký đầu tiên. Cái học phí của nó không phải là 1.997 đô. Không phải là 1.997 đô. Mà nó sẽ là 297 đô nha. Đó, không phải là 1.997 đô như ở đây. Và nó sẽ là 1.297 đô cho những anh em thực sự quan tâm tới cái chương trình này. Và đặc biệt hơn nữa thì trong cái chương trình này thì tôi cũng cập nhật rất là nhiều những cái module giảng dạy thêm cho anh em nữa. Về Instagram này thì nó đã có 12 bài rồi, và tôi chưa có dự định là mình sẽ dừng lại và liên tục cập nhật mới những cái bài học, những cái chiến lược mà sẽ không có bất kỳ nơi đâu mà anh em học được. Ví dụ như là chiến lược đó là gia tăng sale từ traffic Instagram này, cách để tạo content để đăng bài này, tăng follow miễn phí cho Instagram này khi mà mình sử dụng free traffic này, làm thế nào để mình sử dụng chiến lược S4S này, thì chiến lược S4S là gì này, hay là cái cách để mình sử dụng hashtag để mình tăng được follow đúng lên này. Checklist công việc cần phải làm mỗi ngày cho anh em này, anh em chỉ cần làm theo đúng đủ và đều thôi. Hay là nhân bản cái sự thành công của mình này, cách để mình nuôi tài khoản Instagram số lượng lớn này, thì bài học này tôi mới cập nhật cho anh em đó. Đó, hay là về YouTube này thì tôi cũng có rất là nhiều cái cách, hay là tôi sẽ trình bày cho anh em về kế hoạch phát triển kênh YouTube cho 3 tháng tiếp theo cho những anh em học trong chương trình này này, những cái mẹo cách để phát triển cái kênh YouTube của mình lên được nhiều người xem nhất này. Đấy, thì tôi liên tục cập nhật những bài học mới có giá trị cao ở trong cái chương trình này. Và chương trình này thì đây là chương trình trả phí, những anh em nào thực sự mình khao khát đó thì mình hãy inbox cho tôi, hoặc là mình comment phía bên dưới là tôi muốn học, tôi muốn nhận ưu đãi 297 đô, và kèm theo cái số điện thoại, thì tôi sẽ gọi điện thoại và cố vấn và tư vấn cho anh em cách để mình đăng ký chương trình này nhá. Đấy. Hay là tôi cũng có rất là nhiều những case study, và bên cạnh đó thì đặc biệt hơn, sắp tới thì tôi sẽ ra mắt cái chương trình là Super Affiliate ở đây. Thì trong chương trình Super Affiliate này
thì tôi sẽ giúp cho anh em trước khi mà tốt nghiệp thì anh em đã kiếm đủ lại cái số tiền là 297 đô để tham dự vào trong trình này, đối với những anh em học coi như là học khá thôi. Còn nếu như bây giờ anh em học giỏi và xuất sắc làm ra có kết quả thực sự thì cái việc là gấp được 3 cho tới 4 lần cái số tiền mà anh em học vào chương trình này là việc hoàn toàn khả thi nhá. Đấy thì anh em hãy cân nhắc để mình tham dự chương trình này sớm, và cái học phí là 297 đô nó sẽ dành cho một vài anh em đăng ký sớm thôi, và tôi sẽ quay trở lại cái mức học phí là 1.997 đô như mà tôi đã niêm yết ở trên cái trang web này. Đấy, và bên cạnh đó thì có rất là nhiều module mà sắp tới thì tôi sẽ công khai ra, có những quà tặng dạy cho anh em về Facebook Marketing, dạy cho anh em về Bing Ads đó, hay là cái bí quyết để mình thuê được những cái người nổi tiếng trên Instagram như thế nào. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái phần thưởng tặng thêm, được chưa? Rồi thì chia sẻ cho anh em tới đây thôi, vừa nãy là mình đang giới thiệu đó. Thì bây giờ là tôi chúc cho anh em là mình đã giải quyết được cái vấn đề là khắc phục cái lỗi hiệu quả, và hẹn gặp lại trong anh em trong những video tiếp theo. Thì trong những video tới thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em là về những cái chiến lược làm sao cái người bạn đó, học viên bên Nhật của tôi thì bạn ấy ra được sale 220 đô la trong một ngày. Anh em có quan tâm điều này không nào? Thì đặc biệt hơn nha, người bạn này á thì bạn ấy lại không có máy tính để bạn ấy làm luôn. Bạn ấy làm mọi thứ trên điện thoại di động nha, mà vẫn ra được sale 220 đô, tương đương khoảng 5 triệu một ngày như vậy. Quá tuyệt vời, xuất sắc đúng không nào? Rồi, và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về cách để anh em có thể phát triển được trên kênh YouTube đó, và mình sẽ đăng video lên như thế nào. Đây thì bây giờ là cho anh em xem thử cái kênh YouTube mà tôi đang xây dựng nhá. Tôi đang làm được khoảng 113 video rồi, 113 video rồi, và bắt đầu nó có lượt xem rồi này, bắt đầu có lượt xem rồi mà chưa có làm gì nhiều với nó đó, và cứ để nó tự động nó tăng lên. Tôi chưa đi traffic, tôi chưa có chạy quảng cáo gì cho cái kênh YouTube này hết. Rồi, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Rồi, bye bye, chào anh em.